nhiều thứ rất là nhiều thứ. Chỗ này có cái chăn nữa các bạn ơi, chăn ở bên đây này. Các bạn thấy không, chăn với lại cái đèn sứa hình dáng, với lại là búp bê và những cái hàng để mình chơi. Mình chơi mình rất thích đồ chơi bán hàng này luôn. Các bạn thấy không, có cả cửa sổ nữa này. Cửa sổ các bạn vẫn nhìn qua được đúng không? Còn đây là cửa mình tự quay trong video này đó. Xin chào, là lúc đấy có ai quay rồi, bây giờ hết quay rồi ha. Rồi các bạn thấy đẹp không? Có gối ôm nè, có cái chăn nữa. Đêm nay mình sẽ sống ở trong đây, nhưng mà trời vẫn còn, bây giờ là trưa rồi mà vẫn chưa đến chơi, với lại mẹ mình vẫn chưa về. Mình không hiểu tại sao luôn. Sao cái kia bị chuột cắn rồi? Mình chả biết tại sao mẹ mình lại vì lâu như thế mà đi ăn kem cũng lâu, chắc là buổi tối mới đi á. Đêm nay mình ở sống đến 2 giờ đêm, 2 giờ thôi nha, 12 giờ thì không mà. Mình nói thật nha, 12 giờ thì các bạn đừng có đi đâu nha. Lúc 2 giờ đêm mình đi lời xuống, gặp một con ma đen xì luôn, mình sợ mình chết luôn. Nhưng mà các bạn đừng có lo lắng nha, tại vì nếu muốn thì phải bảo ba mẹ đi chung, hoặc là hét lên, không hét được thì mình chạy vào với ba mẹ nha, cẩn thận đó. Nếu như thế lúc nào mình cũng thế đó. Mình ở trong đây đúng, hôm nọ mình đã quay video ở trong đây rồi đó. Đấy là video cuối cùng, bây giờ cũng là video cuối rồi. Sắp đến video sắp đến là mình sẽ không được gặp các bạn nữa rồi. Tại vì sắp đến thì mình quay hết đúng như hồi trước mình quay mấy lần, thì bây giờ mình quay mấy lần như thế, xong rồi một hồi mình quay hết cái đó rồi bắt đầu á, mình phải đi bác sĩ, tại vì hôm nào mình cũng bị bệnh tim rất là khó hiểu. Bị bệnh tim là không nhìn thấy gì đó. Bây giờ hết rồi. Tại vì lúc nãy mình chân giả nữa mà. Nhưng mà đến đây là hết rồi. Trong ngày mai mình sẽ chỉ hiệu lại trong tối ngày mai ha, hoặc là sáng ngày mai, hay với lại là chiều ngày mai hay là trưa ngày mai nha các bạn. Các bạn nhớ ấn subscribe và nút like để đăng ký cho mình nha. À đừng quên nhấn nút màu đỏ nữa. Bye bye. Con sẽ sống ở trong đây 2 giờ.